Rồi, chắc anh nghĩ là mình bắt đầu đi hả? Nó cũng đông rồi. Anh chờ xíu bạn đi xe nào ra ngoài xíu. Anh lên hồi hôm thứ sáu em có gửi anh cái link test, không biết anh có xem qua chưa? Anh chưa kịp xem qua, để hôm nay và ngày mai anh xem. À quên, anh quên nhắn với các bạn rằng là tuần sau thì anh lại không có mặt ở Paris vì anh đi công tác. Thì các bạn cứ tiếp tục nhé. Sao tiếp tục anh? Không biết được như thế nào anh. Cần À, validate thì các nhóm sau cứ tiếp tục thôi. nhưng mà cần phải cần anh validate lại kiến thức. Ok thì anh đồng ý với em là anh sẽ họp với lại cái nhóm đó, các nhóm đó mà có gì thời bắt trước cuộc họp đó thì có gì thì cứ nhắn anh, có nghĩa là mình có thể họp trước đó xong rồi để nhóm đó trao đổi với các bạn à. Hoặc là tùy các bạn cảm thấy thế nào, bởi vì tuần tuần sau phải đi, anh đi sang sang Thụy Sĩ nên là thời gian nó không không có ổn định, nó đi dự conference nên là anh sợ là nó hơi mắc Vậy là đi, anh hoặc đi nguyên là tuần luôn anh? em bảo sao Anh đi nguyên tuần luôn hả? anh đi nguyên tuần luôn à. Vậy thì chắc là nếu mà được thì em dời cái session của anh Linh qua tuần sau, rồi cái kiểm tra cũng qua tuần sau luôn, để mình không có bị mất cái kiến thức anh. Được không anh? Ok, Dạ, rồi để lại tùy bài các bạn session sắp luôn. xếp. Rồi, cái đó là phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế ở ở nhà, anh không không biết nên là tùy, hoàn toàn tùy các bạn sắp xếp. Nhóm kế tiếp là nhóm nào ta? Nhóm nhóm hả? Nhóm 4. Nhóm anh nhóm 5. 4. Một trăm mười. Bộ là Nhóm hiện 4 tại. này, đây là 4 nhóm nha Nhóm anh. 3 bỏ qua để quý vị xem. Đúng rồi. Vậy là nhóm anh á. Anh bị người tới đâu rồi? Cái tên này là người xem đúng không? Theo như tuần trước nói là tuần sau bên anh Tại nó biết bị sao? xét. Em biết nhưng mà bây giờ anh lòng anh tuần xanh rồi anh Bây không qua. giờ chắc không kịp rồi anh Nhưng ơi. mà thứ tư Thứ em có thứ tư tư còn có 1 ngày. em thấy như vậy luôn. Chuột. Mọi người trong nhóm là nói là thứ năm mới chuẩn bị cái slide, rồi thứ hai tuần sau mới họp, thứ sáu mới họp tập. Tại vì tình hình là lòng anh tuần sau đi công tác, nếu mà được tuần này mình có một anh làm luôn, và tuần sau rồi lại xuất trình bên lên với lại kiểm tra. Để anh hỏi lại rồi bạn, đây chưa có bạn thành ở đây, anh phải báo lại một à. Không xô nhưng mà để hỏi không lại. thì không Tức là thì nó giờ hiện sang tại không thì giờ sang thứ sáu, thứ thay vì họp họp thứ tư thì giờ giờ trong thứ sáu thì tùy các bạn sắp xếp ha. Vậy là thứ sáu anh có Nhưng mà thứ sáu này thì anh vẫn có ở đây mà. Để em cố gắng, có gì em nhắn handout cho anh Dũng. Ok. Rồi, thôi mình bắt đầu rồi bạn. Không gọi thì không được. À. Không có tổ chức. Cái này thì nó lại mặc khác, cho nên là đây cái cổng vào của nó.
và hai cộng ra này thì đi ra những cái mạng khác nhau nữa. Em có thể hỏi là remote router có phải giống như là router của nhà mạng không? Đúng rồi. Ủa, cho em hỏi trong cái phòng data link đó, mình nói là cái source IP không đổi, source destination không đổi, mà ở đây mình thấy nó thay đổi mà, tại vì nó chuyển thông tin từ router này cái gạch 24 còn kia là 224 đó, nó cũng thay đổi. Đúng rồi, mỗi cái này nó sẽ có một địa chỉ từ cái cổng ra cổng vào nó khác nhau, nghĩa là nó cùng trong một mạng thì nó chuyển được. Hai con này nó gạch 24 và nó cùng một mạng. Nó cùng một cái mạng với nhau nhưng mà địa chỉ nó khác nhau thì nó chuyển được. Còn cái con này thì chức năng của nó sẽ tịch tuyến để tìm đến cái địa chỉ mạng web này. Ok, cái này để anh giải thích chi tiết ha. Ok. Các bạn nhìn trên cái hình các bạn thấy có ba cái router tròn và hai cái router vuông đúng không? Và mấy cái và bốn cái router vuông đúng không? Là không, cái slide 21 đấy ạ, có hai router vuông lên cái Bọn em đang ở 21 hay 22? 22 ạ. Ok, vậy thôi, 22 thì tiếp tục đi. Cái mạng đấy, đấy, tức là sự như là cái này không có. Cái này phải mới biết cách bấm chứ không phải ngày nào cũng nhắc
Bởi vì đó là khi mà em xét IP nó giống nhau luôn rồi, hoặc là xét cái gì đó bằng phải y hình như nhau thì nó mới nhận nhau. Không, ID thì mỗi máy sẽ có một cái ID riêng thôi, em không, không, không thể chung ID được. Nhưng cái vấn đề là thông qua cái mạng thì mình sẽ có, khi mà nó thông được với nhau trong cùng một mạng á, thì giả sử như máy kia nó share thì mình có thể là từ cái máy này mình nói là mình lên cái máy đấy mình lấy dữ liệu qua có một cái ổ chung nhà hàng mình tạo ra, mình sẽ lấy được. Giả như là mình tạo một cái, giả sử mình tạo một folder share thì thông qua cái mạng mình thao tác trong máy tính ấy, thì mình vào cái đó mình sẽ lấy được dữ liệu từ cái máy bên kia ra về máy mình. Cái là do mình thao tác trong máy tính. Cái chỗ chỗ nào? Cái bảng định tuyến này mọi người phải hiểu. Có ai hỏi gì bạn định tiến không? Các bạn hỏi nha, tại tại phần này cực kỳ quan trọng nha. Phần này là phần nói cách nào đó là phần này là phần hiểu, phải hiểu kỹ nhất trong tất cả các phần, bởi vì nó liên quan đến IP, liên quan đến network này kia, là cái mà mình chính bản thân mỗi người sẽ sử dụng rất nhiều trong cuộc sống đó. Cái một này ạ, có mình nghe là nó là một thể hiện sự kết nối trực tuyến, là không C, một C này là kết nối trực tiếp. À, đúng rồi, nhỉ. Có còn bạn nào mà muốn mà không cái gì, nó cả thẳng thắn là không hiểu cái gì hết thì mình sẽ giải thích lại từ slide 21 ha. Tại vì mấy slide này cực kỳ quan trọng. Các bạn đừng có ngại là không hiểu thì hỏi, không phải, tức là cái C đấy là nó là một ký tự thể hiện cho việc là từ đây cho tới kia là nó sẽ nói trực tiếp. Cái R nó là một cái giao thức định tuyến, thì mình có nhiều giao thức khác nhau, là sở đây thì nó là một giao thức R, là nó là giao thức định. Không biết mình muốn nói là mình nhìn vô cái C đó, là nhìn vô cái gì để mình xác định được nó là đây nó có cái mạng là mạng 2.0, thì ở đây nó sẽ chia ra làm hai, có hai cái đầu ra đầu vào đây này. Thì hai cái này, nó hai cái địa chỉ mạng này nó thuộc cái mạng 2.0, thì đây là cái mạng kết nối trực tiếp, tức là thằng này đi thẳng đến thằng này luôn, chứ nó không qua cái trung gian gì. OK, để giải thích cái đó thì anh nghĩ là mình phải quay lại slide 22 đi. Lúc nãy bạn nào đang giải thích, bạn nữ đang giải thích là tên gì? Nụ quay lại slide số 22 đi, vì nếu mà slide 23 các bạn bị stuck, nghĩa là slide 22 các bạn chưa hiểu rõ. Cái này ạ. Bạn slide 22 mà chưa hiểu thì quay lên slide 21, quay ngược dần lên. Cái này nó có giao thức rồi. OK. Cái này anh giải thích chậm lại một tí thôi, chắc lúc nãy nó đi nhanh quá thì mọi người không hiểu. Slide 21 là bây giờ một cái IP package nó gửi từ một cái máy tính màu cam từ bên tay trái sang một cái máy tính màu cam bên tay phải, đúng không? Cái mục tiêu là vậy, đúng không? Cái máy tính màu cam bên tay trái nó có địa chỉ IP là 192.168.2.30, còn cái destination là 192.168.5.6. Chấm 0 là mạng, chấm 6 là hot. 0, 5, 6, 0 đó là cái network, em nó ghi chữ network to đùng ở trên đấy. Em thấy ID set up mẹ cho mình 1.1.2.2.2. Cái đó là cái địa chỉ IP mặc định của cái router. Cái router này môi giờ nó cũng có cái địa chỉ đó mặc định để mình vô mình trực tiếp hết đó. Đúng rồi. 192.168.1.1. Anh thấy môi giờ nó không vậy. Cái
Cho anh lại số kia anh gọi lại. Dạ 331822 85542. Anh đang gọi đi. Cái mặt nó có kêu không? Dạ không thấy kêu. 01 là anh đọc lại nè, 01 là 01 là 33 nè, 1 là 82 25 285 anh. 285 rồi bao nhiêu nữa? 542. 542. Rồi. Cái đoạn này quan trọng là nghĩ là mọi người để cần thảo luận để tham gia mọi người ha. Thì các bạn đã nhìn nghiên cứu slide 21, các bạn phải để ý rằng là cái network ở trên đầu một số chỗ nó có địa chỉ IP, nó ghi network, và trên một số chỗ nó ghi địa chỉ IP. Thì cái máy tính màu cam bên tay trái á, cái network của nó là 192.168.2.0. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó nghĩa rằng là tất cả các máy tính mà bắt đầu với 192.168.2.x là đặt trong cái mạng đó. Alo, các bạn nghe không? Nghe. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là cái mạng cái máy tính bên tay trái của mình nó là 192.168.2.30, nó nằm trong cái network đó. Tương tự đối với cái máy tính bên tay phải, cái network là 192.168.5.0, nghĩa rằng là tất cả mọi máy tính có IP là 192.168.5.x là nằm trong cái mạng của nó. Thì cái x đối với ở đây bằng 6 là bằng cái máy tính cuối cùng. Yeah. Đúng không? Thì khi mà cái máy tính bên tay trái á, nó bắt đầu đẩy thông tin, nó bảo là ok bây giờ gửi thông tin cho lên cái mạng, cho đến cái máy tính bây giờ, cái máy tính destination bên tay phải, thì thằng router nó xem là cái địa chỉ IP của cái máy tính destination là gì, thì nó nhìn nó thấy rằng là 192.168.5.6 sửa 24, nó bảo ok mạng của mình đâu phải là mạng đó đâu, tại vì mạng của mình là .2.x chứ không phải là .5.x, đúng không? Dạ. Thì sau đó nó lấy ra cái router bên cạnh, cái router bên cạnh nó nhìn vào cái địa chỉ IP, nó bảo là của mạng của mình là 192.168.3.0 chứ không phải là .5.0. Nó cũng bảo mạng của nó đẩy sang nhà bên cạnh. Cứ dần dần như thế nó đẩy cho đến cái router cuối cùng, thì router cuối cùng khi nó nhận được, nó bảo à, thằng này là 192.168.5.x nghĩa là của mình. Xong rồi nó lại đẩy ngược vào cái người đẩy, bởi vì nó biết rằng là cái máy tính cuối cùng nằm trong mạng của nó. Vậy là hiểu logic không? Vậy là khác mạng là cần phải có router ha. Đúng rồi. Rồi, từ đó các bạn sang một cái slide thứ hai, thì các bạn sẽ hiểu được là cái trí thông minh của một router nó làm thế nào. Slide số 22. Ủa anh, nhưng mà nó phải đẩy qua từng router chứ nó không đẩy. Nó phải tới cái router đầu tiên nó phải hỏi rồi, chứ nó không đẩy liền lại cái router .5 được hả anh? Em nhìn xem có đường kết nối phi tích nào nối hai thằng không? Bây giờ mình đang ở logic rồi. Các bạn nhớ là trước mình đã không? Nếu mà có cái đường kết nối đường
đi điện trực tiếp thì nó gửi sang trực tiếp được, nhưng mà đâu có đường đi điện trực tiếp đâu, hoặc là đường wifi trực tiếp giữa hai máy đó đâu. Các bạn hình dung không? Yeah. Dạ. Tại sao mình phải tốn quá nhiều router vậy anh? Tại vì anh lấy ví dụ như là em gửi được một cái máy của em ở bên Việt Nam sang máy qua bên Pháp thì em đi bằng đường nào? Đúng không? Đầu tiên em phải gửi vào cái router ở Wi-Fi ở chỗ của những định chính đúng không? Yeah. Sau đó là cái ở định chính nó phải gửi vào cái router Wi-Fi của Viettel đúng không? Cái router của Viettel này, xin lỗi, không phải là router của Wi-Fi, router của Viettel nó bảo là ok, địa chỉ này bên Pháp nó sẽ đẩy vào mạng mà nó đẩy sang router của France Telecom. France Telecom nó bảo ok, router này ở Paris, nó đẩy cái IP này ở Paris, nó đẩy về Paris, xong rồi Paris nó mới đẩy về cái khu vực gần nhà, gần office, xong rồi office nó mới đẩy về máy tính của anh. Chứ đâu có kết nối nào trực tiếp giữa cái máy tính của em với máy tính của anh đâu, môi trường vật lý đó, gọi là môi trường physics kết nối giữa hai cái địa chỉ IP đó đâu. Các bạn thấy logic chưa? Ok. Rồi, thì bây giờ mình sang cái slide số 22 là làm cách nào mà mỗi cái router nó biết được là nó cần phải đẩy đi như thế nào, nghĩa là trí thông minh của router là gì. Thì trong mỗi router á, nó có một cái gọi là gọi là routing table, có nghĩa là cái lúc nãy đủ nói là dùng từ gì rất là hay mà quên rồi. Bản định tuyến đúng rồi. Bản định tuyến thì bây giờ nó có một cái gói IP, nó nhận được cái IP thì nó bảo bây giờ nó làm gì với cái gói IP đó, bây giờ thì nó phải xem là cái destination network là gì. Đúng không? Thì nếu mà nó nằm ở trong local router, nằm trong mạng của nó thì nó sẽ gửi trong mạng của nó. Nếu mà nó nhìn thấy rằng là cái thằng kế bên cạnh, những cái router xung quanh nó có khả năng chuyển được những cái đó thì nó chuyển đi. Nó lấy ví dụ như trong cái hình slide số 22 này nhé, là một cái package nó gửi đến, nếu mà cái destination network là 10.1.0.24 thì nó bảo ok, cái router bên cạnh nó bảo rằng là nó có thể chuyển đến cái destination này thì mình chuyển package sang bên đó. Hoặc là nó bảo là một cái package IP khác là 10.1.2.0 thì nó cũng nhìn vào cái router, nó bảo à, thằng bên cạnh nó vừa xử lý được cái hàng này, vừa xử lý được thằng thứ nhất, vừa xử lý thằng hai, mình tiếp tục đẩy sang nó lên, rồi sau đó là nhiệm vụ của nó chuyển đi. Các bạn hiểu không? Vấn đề là các router nó phải nói chuyện với nhau để nó bảo với nhau là ok, tôi có thể chuyển đi được những cái thằng nào. Cái bản định tuyến này ở đâu ra anh, mình thiết lập nhà định tuyến là nằm trong nội bộ, nằm được configure tại mỗi router. Hôm sau Linh sẽ chỉ cho các bạn, nghĩa là trên mỗi router thì cái người mà quản lý mạng của nó, họ phải configure, họ phải cài đặt. Thì cũng con người tạo ra. Đúng rồi, đó con người tạo ra. Hay là một loại là tự nó update, hay là con người tạo ra. À, cũng có cơ chế tự update được, đúng anh nhớ là có cơ chế tự update được anh Mỹ. Và cái bảng này nó giống như cái mai trận mà nó rất là nhiều chứ không phải. Thật ra nó là một cái list, cái danh sách thôi. Hôm sau các bạn đúng rồi, nó là một danh sách đó, rồi hôm sau Linh sẽ mở cái bản định tuyến của router qua đó pin cho ra, thì Linh sẽ chỉ các bạn xem, nó là clip thôi. Nó bảo ok, tôi muốn đi đến mạng này thì tôi chuyển đến router này, tôi muốn đi đến mạng kia thì tôi chuyển đến router kia, cứ thế. Và nó là một cái matching list thôi, giữa cái destination network và cái điểm mà mình cần phải chuyển tiếp theo. Anh cho em hỏi cái suite 24 là cái gì vậy? Bạn nào có thể trả lời, nhóm 4 có thể trả lời được cho cái này được không? Nó là subnet number. Là gì thì giải thích cụ thể cho các bạn kia đi. Nó là cái số để chỉ ra là cái số mạng, tức là cái mạng này nó mang cái số hiệu là 24 ạ. Phải không ạ? Em nghĩ nó là local address, không phải, vì nó có thể xét những cái xét khác nhau. 24 là đây là số bit đường làng, địa chỉ đường làng. Số bit đường làng, địa chỉ mạng, thì trong một vị trí IP mình sẽ có 32 bit. Thì đây 24 thì nó sẽ lấy từ trái sang phải. 24 bit đó dùng làm địa chỉ mạng và 8 bit sau dùng làm địa chỉ host. Đúng rồi, đây là chính xác. Có thể vẽ lên bảng được không? Em vẽ lên bảng đi. Bởi vì các bạn nhìn 1, 2, 1, 6, 8 các bạn chả hiểu nó là bao nhiêu bit ở trong đó được.
hôm bữa mà có 32 bit thì cục mình chia lúc mà có cái hôm bữa đó xong mình chia làm 32 bit thì ví dụ như 24 bit đầu tiên từ đến đến cuối lại 24 bit đầu tiên nó quy định gì? Tức là giả sử như trong trường hợp này thì đó là 24 bit đầu tiên sẽ là quy định địa chỉ mạng của mạng này là 24 bit. Ví dụ như IP to nó trong còn 8 cái còn lại nó dùng cho hot. Không phải. Bạn nào vừa mới giải thích đó, cái bạn vừa bạn cuối cùng, bạn nào vừa giải thích cuối cùng, giải thích rất chính xác, các bạn có thể viết lên bảng để cho mọi người hiểu hình dung được không? Tại vì từ một từ mọi người nhìn này, mọi người hiểu 24 là chỗ nào, chui từ đâu ra cả? Dạ, đang bẻ. Em cứ bẻ ra cho các bạn đây. Nè, cái chữ 24 đó có nghĩa là cái này là lệnh C. Lớp C thì nó sẽ lấy 24 bit làm cái chuyển mạng. Nhưng chia sẻ 24 là ý nó là 24 bit. Vậy thôi. Thế nhưng như lớp B nó sẽ khác. Lớp B nó sẽ chỉ chuyển sạc 16 thôi. Cái nào sạc 8 không anh? Có lớp A. 24 là ý như thế là lớp C. Ý nói là lớp C và nó lấy 24 bit làm cái chuyển mạng. Có nghĩa là mình chỉ cần coi bao nhiêu đây thôi là biết là địa chỉ mạng là bao nhiêu rồi. Không phải, không có 24 ở 16 bit là lớp B. Cái hình hôm bữa cho coi á, là cho coi về đúng không? Không, không cái hình hôm bữa á. Hình mà vẽ nhiều lớp á. Vậy là 24 là trong cái hình đã là host đúng không? Địa chỉ mạng. Không, cái số bit thể hiện là địa chỉ mạng. Ví dụ trong trường hợp nó chỉ có 16 bit thôi thì hot có lấy 16 bit còn lại như vậy. Thì nó sẽ cắt cái này ra, nó làm địa chỉ mạng thôi cho B. Còn A sẽ cắt nhỏ hơn. Vậy đó. Những máy nào có chung địa chỉ mạng thì sẽ không cần router để có thể liên hệ được. Tính là có chung địa chỉ mạng là chung ba số đầu. Đúng rồi. Chung thì cần xem đó. Tức là nếu địa chỉ mạng khác nhau thì nó phải thông qua một router mới có thể liên hệ nhau được. Còn cái host đó là một máy khác nhau. Địa chỉ số mỗi cái host là một địa chỉ IP của một máy. Vậy là ví dụ như ở đây sàn bạn Việt theo thì tất cả các máy ở trong office nó sẽ có giống 24 số đầu là giống nhau đúng không? 24 số đầu. Còn sao là khác nhau? Cái là số phân nha, số thập phân. Nếu mà dịch ra đỡ nó xuống nhị phân nó còn một dãy nhận đó. Binary encryption. Rồi, xong chưa? Các bạn hiểu được đoạn chưa? Dạ. Yeah. Ok, rồi. Thì đó thì có nghĩa là mỗi cái router nó phải có một cái danh sách. Nhưng mà bây giờ nếu mà gửi đến, nó nhìn vào cái địa chỉ IP, nó hiểu được rằng là cái địa chỉ IP destination nó nằm trong network nào, thì nó nhìn vào danh sách nó bảo ok, nếu mà đi đến network này thì nó gửi đến cái router nào. Ok. Xong rồi, đó các bạn hiểu được, hiểu được slide 22 thì sẽ sang slide 23 thì giờ các bạn sẽ hiểu, sẽ nhìn rõ hơn. Thì slide 23 nhé, nghĩa là slide 23 nếu mà có một cái IP nó chạy đến nó bảo rằng là cái destination network là 10.0.0.0 thì nó nhìn thấy cái trong cái bảng đường tuyến đó, nó bảo là nó thấy rằng là cái đó nó bị cái mạng mà 10.0.0.0 nó thấy bị chia thành hai mạng con, một mạng là 10.1.1.0 và mạng là 10.1.2.0. và nó nhìn vào cái bảng nó bảo dù nó chia thành hai mạng con nhưng mà kiểu gì kiểu cái thằng router bên cạnh nó đều xử lý được cả hai cái mạng đó cả, thì cứ đẩy vào bên đó được chưa? Có nghĩa là đẩy trong đó mà nó bảo là cái còn cái mạng là 192.168.2 là nó cũng vừa sử dụng được bên cạnh mình rồi nó đẩy ra. Thì các bạn nhìn thấy alo các bạn nghe không? Thì các bạn nhìn thấy là tại sao nó biết màu hồng, màu xanh và cái dòng cuối cùng chữ C nó biết màu đen. Bởi vì chữ C là cái
màu hồng với màu xanh là nó bảo là nếu muốn đi qua 10.0, 10.1, 1.0 hoặc là 10.1, 2.0 thì sẽ, nếu muốn đến cái đó thì phải đi qua cái mạng bên cạnh. Nó sẽ khác với là cái dòng cuối cùng chữ màu đen, nghĩa là ok nếu muốn đi đây thì mình biết chắc chắn rằng là cái nút đơn bên cạnh nó không phải chứa cái 10.1.1.0 hoặc là chứa cái 10.1.2.0 nhưng mà nó có khả năng nó sẽ chuyển đi được thì mình cứ lấy cho mình đó. Các bạn hiểu logic chưa? Anh ơi, có khi nào mà cả hai cái nút tơ cùng có thể chuyển được cái thông tin đó được không? Và nó quyết định là nó chuyển qua nút tơ. Nhóm muốn trả lời được không? Hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể hai nút tơ này hàng có thể nhận được cùng một nút tơ nhưng mà nó sẽ có một cái chức năng tốt hơn, nó sẽ quyết định được cái đường đi nào tốt nhất để nó đi. Rồi, chính xác, đó là câu hỏi của mình lại tiếp theo. Nghĩa là nó sẽ bán luôn, nó tính xem là cái đường đi nào là tốt nhất. Thì giống như các bạn thôi, bây giờ các bạn mà muốn hỏi một thông tin về Fino thì các bạn sẽ hỏi ai, thì nó sẽ có rất nhiều tới hoặc thông tin về lương hoặc HR chẳng hạn, trong HR có nhiều phòng mà. Thì các bạn có thể trong máy xa, trong phòng máy xa có nhiều người mà các bạn có thể hỏi nhiều người được đúng không? Thì các bạn sẽ tìm người nào mà các bạn thân nhất, nghĩa là cái đường đi tối ưu nhất. Đúng không? Rồi, ok, rồi, anh đã giải quyết đến slide 23 rồi, lúc nãy là các bạn chưa hiểu, slide 23 giờ các bạn hiểu đúng không? Rồi, anh nhường lại cho nhóm 4 tiếp tục ha. Chức năng đầu tiên của nó sẽ là chọn đi cái đường, chọn được đường tốt nhất để gửi cái data đi và nó sẽ chuyển cái gói ra các cái cổng khác nhau tùy theo mình kết nối. Và cái router thì nó sử dụng cái phần mạng của địa chỉ IP để nó chuyển gói đi và nó không quan tâm cái hot chính xác là gì, nó chỉ quan tâm tới cái mạng mà nó lúc mà nó xác định ban đầu. Cái trường hợp cái câu cuối cùng nó nói là khi mà gặp phải cái trường hợp mà broadcast storm thì cái network admin người ta sẽ thay cái switch của lớp 2 bằng cái router của lớp 3 hoặc là chia cái mạng rồi đến những cái thành phần như là chia thành nhỏ các cái thành phần ra. Thì cái broadcast storm này nó là một cái hiện tượng mà nó xảy ra khi mà trong một cái hệ thống mạng nội bộ mình chẳng hạn thì nối các cái switch với nhau theo dạng là dạng như nối hình tam giác chẳng hạn, nối như vậy. Khi mà nó gửi dữ liệu thì giả sử như nó muốn gửi từ A đến B thì nó sẽ gặp trường hợp là những cái switch đấy nó sẽ cùng cung cấp cho thằng này biết là cùng cung cấp cho thằng này là cái thằng này là bạn mày đi theo đường của tao đi chẳng hạn, nên kêu bạn mày đi theo đường của tao đi thì nó bị rối, nó không biết là nên đi theo đường nào. Thì cái giải pháp của người ta đưa ra là thay thế một cái router vào đấy thì nó sẽ xác định được cái đường đi nào là tốt nhất thì trong trường hợp như vậy. Đúng ạ. Chỗ này các bạn hiểu không? Chỗ này các bạn nào không nói thì họ cụ thể về cái khâu custom tại sao, tại vì cái này nó lại quay ngược lại layer 2 và layer 3 nó mix ở chỗ đó nên không hiểu, thì các bạn cứ hỏi tại sao các bạn hiểu cái khâu custom là gì không đó? Nghĩa là mình hiểu suốt dẫn đường đúng không? Không, bây giờ nên nói nôm na ví dụ dễ hiểu. Có ai đi đấu thầu vậy? Có nghĩa là bây giờ mình đưa một gói thầu ví dụ 30 tỷ, mình muốn xây 10 căn biệt thự gì đi, thì sẽ có người nhiều người lại đưa cho mình cái hợp đồng đúng không? Thì người này sẽ đưa một hợp đồng này cho mình. Thì cái trường hợp này cái gì, chúng ta sẽ có rất là nhiều người đưa tới cho chúng ta cái đường đi của cái tên đó. Thì chúng ta không biết, lúc đó chúng ta đâu có chuyên môn gì đâu. Chúng ta chỉ biết thì đưa có tiền, tôi bỏ là tôi muốn xây nhà. Thì đây cũng vậy, giờ tôi muốn gửi tin này đi mà tôi biết gửi đi đâu hết, thì nó sẽ có cái quýt này nó sẽ nói đi đường của tao nè, đường của tao, tao biết chỗ. Cái quýt tiếp theo cũng đi đường của tao mà tao cũng biết chỗ. Thì cứ như vậy cái mối tình nó xong kim đi được, cái nó sẽ xảy ra cái gọi là best custom. Nhiều cái quýt nó gửi ngược checkpoint ngược về cho cái máy hot là tao cũng có đường đi, tao cũng có đường đi, tao cũng có đường đi, thì nó sẽ không biết là đi đường nào. Lúc đó nó sẽ xảy ra đối với những một cái hệ thống chỉ có những cái quýt tương tác với nhau thôi. Switch cái đó là cái hạn chế của switch. Khi đó muốn thay thế cái hiện tượng đó thì chúng ta phải lấy router, tận dụng cái function là select các bạn của router.
Vâng. Có nghĩa là thằng switch đó nó không có được quyền. Không, nó chỉ biết giao tiếp với nhau bằng MAC address này, nó chỉ biết thờ nói với nhau là có địa chỉ đó cái bên lại, nghĩa là cái hot đó cái bên lại, thì khi đó chúng ta sẽ gặp là có một cái switch khác cắm vô nó cũng trả lời như vậy, thì mình biết chọn ai giờ, trong khi đó mình chỉ có một đường để đi thôi. Tức là nó tất cả nó đều báo là tao có đường đi đâu. Ừ, nhưng mà nó không biết cái đường, không thằng nào biết là đường của thằng nào ngắn nhất hay là đường nào tốt nhất, thì nó cứ đứng đó thì nó không biết cái quyết định giờ đi đường nào, đi đường nào hết. Anh lấy ví dụ nào, anh làm rõ cái ví dụ của bạn. Bạn Nam tên gì đó? Bạn Nam hiểu rất rõ. Bạn Nam tên gì? Dạ Hiếu. Hiếu hiểu rất rõ. Anh chỉ bổ sung một cái lấy cái ví dụ mà Hiếu bảo là xây nhà, thì bổ sung một cái nhỏ một tí thôi. Bây giờ các bạn hình dung nhá, là Hiếu xây nhà, ok, nhưng mà bây giờ cái người là Hiếu xây nhà, nhưng mà người trả tiền là lấy nào giờ ta? Lấy ví dụ như là Hiếu xây nhà nhưng mà bố của Hiếu trả tiền xây nhà như thế nào? Dạ. Thì có phải rằng là cái tiền xây nhà nó sẽ chạy từ bố của Hiếu xuống Hiếu, xong rồi chạy đến một số nhà môi giới hay này kia, xong rồi mới chạy đến thằng cái đặt xây nhà, đúng không? Các bạn hiểu không? Thì cái layer 3 là cái layer là có kết nối giữa cái số tiền của bố của Hiếu cầm cho đến cái tiền của người của cuối cùng là trả tiền là xây nhà, là cái layer tiền nó chỉ chuyển xuống như đó thôi, còn cái đoạn trung gian ở dưới thì nó phải chuyển, đầu tiên là tiền phải chuyển xuống Hiếu, xong rồi Hiếu phải chuyển ra một số nhà trung gian, xong rồi nhà trung gian đó mới chuyển lên được cái thằng mà nhận tiền. Thì về mặt logic ở layer 3 là layer network, người ta chỉ quan tâm là người nhận, người gửi và người nhận thôi, nghĩa là tiền từ tay đưa tay từ tiền đi từ tay bố của Hiếu đến tiền tài khoản của người xây nhà thôi, tức của người thợ xây thôi, đúng không? Nhưng bù lại bố của Hiếu không gặp được thằng kia trực tiếp nên bố của Hiếu phải đẩy xuống layer 2 là Hiếu phải chọn. Thì bây giờ Hiếu cầm tiền trong tay, Hiếu biết rằng là sẽ gửi đến, sẽ phải đưa tiền cho cái người mà chủ thầu, nhưng mà trung gian một mặt, trung gian là giữa, thì bây giờ làm gì giờ? Tất cả mọi thằng nó chạy đến nó gặp Hiếu thì Hiếu đâu biết giải quyết như thế nào rồi, đúng không? Thì chính vì lẽ đó nên là người ta có người network gặp mình, nó bảo là ok Hiếu, nếu mà anh muốn gặp anh Nguyễn Văn Na thì sẽ đi theo đường này. Người là họ xóa bỏ cái lớp layer trung gian, thì họ bảo là nếu muốn gặp Nguyễn Văn Na thì đi theo anh này, cũng muốn gặp anh Nguyễn Văn Đê thì đi theo anh này này kia, như là họ đã gọi là thay cái podcast của cái nhóm trung gian bằng cái đẩy lên cái lớp thứ ba là lớp footer rồi, lớp layer, network layer. Anh ơi, vậy tại sao mình không cho thằng layer 3 nó làm tất cả mọi việc luôn mà phải để cho nó có xung đột ở cái wish xong rồi mới đổi sang? Đó, câu hỏi tốt. Thì lúc nãy Hiếu nói là nó có bằng nó không để ý đó. Thường là cái gì nó gọi là cái gì không nhỉ? Bây giờ podcast cho nó chỉ xảy ra ở trong một số cái tình huống mạng nhất định thôi. Hả? Rồi lúc nãy Hiếu bảo ví dụ như là tình huống mạng ngôi sao, đúng không? Hiếu lúc nãy Hiếu dùng từ đó, đúng không? Mạng ngôi sao hoặc là mạng thành tâm diện về mạng khoa học, đúng không? Ý là nó hiếm khi xảy ra hả anh? Không phải nó hiếm khi xảy ra mà nó chỉ xảy ra một số tình trạng nhất định. Các bạn Google Image là các bạn thấy là cái podcast là nó thường xảy ra tình trạng nào? Bởi vì nó sẽ không xảy ra tình trạng tuyến tính. Nếu mà Hiếu mà chỉ có một trung gian thì Hiếu đến trung gian đó, còn nếu mà có nhiều thằng trung gian nó chạy cùng lúc thì Hiếu sẽ biết đến bên thằng nào bây giờ. Thằng nào nó cũng bảo là nó có thể chuyển được. Thường là xảy ra mấy cái tình trạng là mạng tam giác này, mạng ngôi sao này kia này. Dạ, vậy thì có nghĩa là đối với thằng nào mà không bị xảy ra cái xung đột đó thì mình vẫn để wish cho nó, còn thằng nào có xung đột nó xảy ra thì mình để layer 3, mình để router nó định luôn. Có thể giải quyết được cái vấn đề xung đột. Dạ. Có nghĩa là để giải quyết vấn đề xung đột ở layer 2 thì mình có thể đẩy nó lên thành layer 3 để mình giải quyết vấn đề xung đột được. Dạ. Ý em là gì? Ý em là sao không bị cao tăng hết không? Ý là dùng router luôn, khỏi phải xài switch. Lúc đó thì mình sẽ gặp một vấn đề khác là dạ, cái router thường thường nó sẽ mắc hơn cái switch. Là thứ nhất chi phí. Rồi. Cái thứ hai á là cái router mình phải cần thiết. Mình phải có hình nó đầy đủ thì nó mới chạy ổn định cho mình. Còn cái switch mình chỉ việc cắm vô xài thôi. Với lại giá thành nó rẻ. Đó. 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 Bạn hiểu cái kia vậy rất là chi tiết đó. Nhưng mà dù gì thì mình cũng phải mua router.
thì lúc nào khi mình gặp cái tình huống hay là cái lúc đó mình phải có một cái người là phân tích hàng thì phải phân tích kỹ càng đầy đủ hết, nghĩa là khi nào mình dùng whisky, khi nào mình gặp chứ không phải là muốn cắm gì cắm đâu. Mình nếu mà mình có ít tiền thì nếu mình lần trước như là trước mình nói đó, nghĩa là mình hoàn toàn mỗi giải pháp nó sẽ phù hợp vào từng tình huống khác nhau, bởi vì tình huống nếu mà mình muốn dùng router nhưng mà nó không đủ tiền thì sao, phải đâu giải quyết được gì đâu. Bức rê của trên app số các chị chỉ có nhiêu đó tiền rồi mà thì nó không đủ router để giải quyết sao. Trong cái trường hợp này á, storm này á là mình sẽ thay toàn bộ cái switch bằng router. Không. Mình thay một router switch. Có thể cái chỗ mà bị xung đột á, mình sẽ thay bằng router thôi. Mình xem, mình sẽ có cái. Rồi, đúng rồi, giải quyết cái xung đột đó cho cái điểm đó thôi. Chứ không phải mình thay bằng router hết, thay bằng router hết thì lúc đó mình chi phí chọn lên khác. Rồi, hỏi đó, công ty mình có router không? Có, thậm chí cái modem ở nhà nếu mà ai xài wifi, WAN hay là cái gì không, cũng nó modem thì nó cũng là một mình xuất rồi, router rồi. Ừ. Như đầu cơ mà như gì công ty mình khó. Công ty mình có Cisco á. Có. Không biết thôi. Bây giờ không nói là làm sao mình biết được khi nào là nó cơ xảy ra xung đột hay không. Thì mình làm sao được mình biết được là có xung đột. Công ty mới nó báo là bây giờ cho mình biết hả? Thường á, cái xung đột nhẹ của cái hiện tượng nhẹ là chỉ là nó ăn hết băng thông của mình thôi. Thí dụ bình thường mình đau được 50, mà tự nhiên năm bữa nay mình đau được có 500 kb. Mình sẽ nghi ngờ băng thông á. Còn cái thứ hai hiện tượng rõ ràng nhất là sạc mạng. Tại vì khi đó cái gói tin nó cứ gửi đi phản hồi, gửi đi phản hồi hoài không được thì nó sẽ nóng, những thiết bị nó sẽ bị nóng. Nó nóng lên thì nó chết chip thì hết mất mạng. Cái này nó có giống như trong nhà mình không, bởi vì nhà em là có một cái router xong có một cái wish nữa. Một cái wish nữa với lại cái laptop của mình, với lại một vài cái laptop khác. Thì ấy là nó có áp dụng như trường hợp này luôn. Cái laptop của em thì nó đề mạng nó quá đơn giản, đâu thế nào mà hiện sẽ hiện tượng này. Nó chỉ sẽ cho những mạng diện rộng nhiều những cái mì. Ừ. Vậy tại sao thì cái modem là cái router của mình đúng không? Thì mình vừa có modem router mà mình vừa có switch nữa để làm gì? Tại sao không xài switch không? Switch này là xài switch không? Nếu mà em xài switch xong làm sao em lên mạng được? Thì đúng rồi. Vậy nói chung là internal thì mình xuất giống như router là giống router là cửa ngõ, còn cái switch là các cửa phòng với nhau thôi. Cạnh nhà mình là cái router, còn những cái cửa phòng thì nó là switch. Thế là nào bạn nào lấy cái về hình ảnh ví dụ rất là hợp lý đó. Cái cửa ngõ với cái cửa phòng. Rồi tiếp theo ai nói về default, tức là trong cái hệ thống mạng này thì thường thì các khi mà một cái router nó tìm không được cái địa chỉ mà nó muốn gửi đó, thì nếu như cái default này được cấu hình á thì nó sẽ quăng cái gói dữ liệu vào đấy, thì để đến khi mà cái default này nó mà nhận diện một cái địa chỉ mạng kia nó tồn tại thì nó sẽ đổi đi. Còn trường hợp như mà cái default này không được cấu hình thì cái mạng, cái gói dữ liệu của mình sẽ drop luôn và lớn nữa. Tức là cái default này có thể cấu hình hoặc không cấu hình là tùy do cái người nhà quản trị mạng người ta có sử dụng hay không. Nhất là địa chỉ của nó thường là 0.0.0.0, tức là nó là một cái mặc định. Nó giống như cái nhà kho trong nhà mình vậy. Đúng rồi. Giống như ví dụ như cái gói tin mà nó gửi đi, nó gửi không được thì mình phải có một cái nhà kho, nếu mà mình cấu hình thì nó quăng gói tin nó vô vậy đó. Nó chuyển gì đâu. Nó chỉ để đó thôi. Nếu mà không có cái kho đó thì mình đem ra đường mình quăng, đúng không? Nó sẽ để đó thì cũng đâu có chuyển không, nó sẽ có một cái, nó sẽ liên hệ tới cái lớp khác. Để ví dụ như cái gói tin nó gửi không được thì nó tìm cách nó gửi lại, thì nó sẽ vô đó nó kiếm. Ví dụ cái outlook gì đúng không? Cái này nó có trong trường hợp, ví dụ như bây giờ nha, mình muốn gửi một cái lá thư đi qua bên thằng lưu đi, thì cái người đó họ kiếm không có ra, thì họ mới nhờ một người khác. Thì người khác họ mới coi là ví dụ bây giờ tôi biết được hàng lưu ở đâu hết,
thì mới hỏi người khoan lưu đúng không, hỏi cho biết, chỉ cho mình biết người khoan lưu ở đâu. Thì thế đó xong rồi thì mình mới tới đó một tiếng số nhà thì mình mới đi gặp một kiếm. Thế khi mình kiếm không được nữa thì mình phải quay về mình trả lại, bỏ vô cái hòm thư gọi là thư chuyển đặt cho cái người nhiều gửi hoặc là để đó đúng không. Chứ giờ anh để dùm nè, kiếm được hoặc thư dùm bỏ thì đó. Nhưng có khi nào nó bị quá tải không? Nghĩa là thông tin những cái nhà kho nó bị quá tải. Không có, tại vì trường hợp mà người gọi nó lâu quá không đi đâu được, nó nghĩ nó gọi nó nghĩ luôn. Nó nghĩ thì nó sẽ có một cái thời gian để lưu lại thôi, chứ không phải là lưu lại lưu. Vì là cũng có bộ nhớ nhất định nè. Ừ. Thì ở dưới đó nó sẽ nói cho biết là cái cách để tìm tới. Ok, bây giờ các bạn nhìn thấy không? Cái báo bạn ở slide 26 đúng không? Dạ. Đó, các bạn nhìn thấy rõ ràng là cái destination, có nghĩa là cái package đó nó muốn gửi đến cái địa chỉ IP là 10.1.1.55 đúng không? Dạ. Thì cái router nó phải dịch cái 10.1.1.55 bằng cách nào? Thứ nhất, nó xem là bởi vì mình đang ở IPv, đang ở class, đang ở IPv4, đang ở, thì nó bảo là nếu class C thử xem. Có nghĩa là class C nghĩa là network của nó là gì, 10.1.1, nó xem là ở trong cái class C nó có tìm ra đường đi ngắn nhất được không. Nếu mà không tìm đi được ngắn nhất thì nó bảo ok, vậy thì cái network đưa trong class B là gì, 10.1, xong rồi lại tìm trong class A là gì, là 10.0.0.0. Bây giờ nếu mà nó không tìm ra được đường đi đó rồi thì nó bảo ok, vậy thì không tìm được thì nó đẩy một cái đường nút khác, nghĩa là tất cả những cái nếu mà không tìm được đường link của tất cả những cái network bây giờ thì đẩy một cái default route, đẩy một cái đường nào đó đường default, còn nếu mà không đẩy được nữa thì nó bóc. Các bạn hiểu logic không? Thì đó thì anh lấy ví dụ nha, trong trường hợp bằng là cái router nó có 5 cộng, có 4 cộng, một cổng để chuyển, một cổng chuyển đến một cái router A để gọi là đi qua cái router A là đi đến được cái đường cái mạng gọi là 10.1.1.0. cái thứ hai, cái cổng B thì để đi đến cái thứ hai, cái cổng C thì để đến cái thứ ba, và cổng D là đi cái thứ tư. Còn nếu mà nhìn trong cái là bảng bên dưới nó mà nó còn mình không xử lý được thì nó bỏ. Rồi. Cái chức năng của một router trong cái việc là chuyển gói dữ liệu thì nó có các cái bước mô tả một cái con router nó sẽ làm gì khi mà nhận dữ liệu từ cái lớp 2 đi chuyển sang. Thì đầu tiên là nó sẽ ở bên lớp 2 nó đang được đóng gói, thì khi qua router nó sẽ mở cái gói ra và sau sẽ gắn kết, nó sẽ gắn cái địa chỉ IP tích vào trong cái gói đấy, rồi sau nó sẽ kiếm trong cái mạng tuyến của nó cái địa chỉ mà nó muốn đi tới đấy. Nếu như mà nó tìm được trong mạng tuyến thì cái router này nó sẽ đóng gói cái gói đấy lại, và sau đó nó sẽ gửi tới cái mạng mà nó đã tìm được thông qua mạng tuyến.
cái cục từ cái lớp 2 đi xuống thì qua cái computer, tức là nó sẽ đánh thêm địa chỉ IP cho nó, rồi sau đó nó đóng cái, khi mà nó đã mở gói phân tích tìm tòi những thứ xong xuôi, tìm được cái đích của nó rồi thì nó sẽ đóng gói lại rồi đi tiếp tới địa chỉ đó. Ok, cái chỗ này thì nó cái chỗ này nó hơi khó hiểu tí ha. Nghĩa rằng là anh muốn giải thích lại cho nó kỹ hơn một tí thôi chứ không có vấn đề gì. Khi mà cái router nó nhận được cái packet ở bên tay trái là data for network, có nghĩa là các bạn nên nhớ rằng là cái router là layer là một cái thiết bị đúng không? Khi nó nhận thì nó phải đi được đưa từ layer số 2 data link lên layer 3 đúng không? Thì data link là kết nối giữa các vật lý, giữa các cái thiết bị với nhau đúng không? Yeah. Alo. Đó. Thì khi nó nhận một cái packet từ layer 2 data link thì cái packet nó bao gồm là L2 IP data và L2 layer 2. Thì nó mở cái gói đó ra, nó bảo là ok, nó nhận được một cái gói data từ data link, bây giờ nó data network nó bỏ ra, nó đọc, nó bảo là ok, nó bảo là cái packet nó là gì, IP và data. Và khi nó nhìn vào cái địa chỉ IP đó thì nó biết được là cái IP destination là thằng nào, đúng không? Khi nó biết IP destination là thằng nào, nó so sánh với cái bản lịch tuyến của nó bảo là trong cái nó trong ví dụ nó có 4 cộng đi chẳng hạn, nó so sánh 4 cộng nó chạy so với 4 cái router khác này chẳng hạn, nó bảo là ok, để cái IP destination là giữa ABCD thì nó biết được rằng là để đi đến cái destination nó cần phải qua router B, đúng không? Thì qua đến router B là nó biết được là router B là cái gì rồi, nó biết được thằng router B làm nào, nó đóng gói lại chứ nó không thay đổi địa chỉ IP nhỉ, nó đóng gói lại và nó đóng gói lại, nó bảo là ok, nó đẩy xuống layer 2, nó bảo là layer 2 chuyển cái gói thông tin này đến router B, bởi vì router B kết nối trực tiếp với CDP đó mà. Các bạn hiểu rồi chứ không? Cái này hơi thiết kế tí nhờ, bởi vì nó liên quan hai layer. Lúc nào cũng kết nói physical với nhau luôn. Làm sao em nói cho em câu hỏi này. Cái router lúc nào nó cũng phải kết nối vật lý với nhau đúng không? Em không kết nối vật lý với nhau thì em chuyển tin bằng kiểu gì? Em hoặc là kết nối bằng dây điện, hoặc là kết nối bằng dây cáp quang học, hoặc là kết nối bằng không dây lần trước như mình học rồi. Chứ không kết nối hai router, không kết nối gì với nhau, em để hai router cạnh nhau mà em không cho nó kết nối nhau, sao thì thông tin truyền từ thằng này sang thằng kia. Chứ không phải là cái IP là nó fix luôn đó chị. Em thì nó cấu hình là
trực tiếp từ A muốn đi đến muốn C thì phải đi qua B. Yeah. Kiểu vậy. Yeah. Vậy còn em xin hỏi một câu là giống như là cái B đó, ví dụ cái A B là 192.168.2.2 thì cái đó là nó cố định luôn hả chị? Đúng rồi, cố định trong đấy là địa chỉ đấy luôn. Yeah. Tức là trong cái static này là nó cố định như vậy hay là chung chung là lúc nào cái B nó cũng cố định như vậy? Cái này nó cố định này. Những cái địa chỉ này là những địa chỉ cố định đúng không? Cho dù mình reset router thì cái địa chỉ này cũng không thay đổi đúng không? Là có IP tính mà mình reset thì nó vẫn mang cái địa chỉ đấy. Dạ. Còn nếu mà động thì reset nó sẽ đổi, có thay đổi. Dạ, đúng không? Thì cái phần định tuyến động thì tức là nó khác với cái định tuyến tĩnh, tức là nó sẽ sử dụng các cái giao thức định tuyến khác nhau như là RIP, AIGP, OSPF gì đó. Để sau đó trong quá trình mà định tuyến nó sẽ có thể update cái bản định tuyến, thì là khi mà mình có thay đổi, mình có cấu hình thêm hay là nó tìm được con đường nó đi khác hơn nữa thì nó sẽ update vào trong, tự động update vào trong cái bản định tuyến và sẽ xác định là con đường đi tốt hơn và sẽ đi theo con đường đấy. Thì thay vì trong bến tĩnh thì mình bắt buộc là từ A đến C thì phải đi qua B chẳng hạn, thì cái này thì trong quá trình mà mình cấu hình cho nó thì hay là lắp đặt thêm thì nó tìm được đường nào tốt hơn thì nó sẽ đi. Nó tự động update vào trong bản định tuyến của cái con router đấy luôn. Cái này có giống như là định tuyến tĩnh thì là mình sẽ tự manually mình lại đàn, còn định tuyến động là cho máy nó tự động. Mình cũng ban đầu thì mình cũng làm, nhưng mà sau đấy thì cái máy nó sẽ tự động cập nhật được trong quá trình gửi tin, nó có thay đổi thì nó tự cập nhật luôn. Nhưng mà cái địa chỉ okay. Lấy ví dụ có bạn nào trước đây có một giai đoạn Facebook nó bị block ở Việt Nam, các bạn vào Facebook bằng cách nào? Rồi, các bạn có thấy cái sự liên lạc giữa việc đó với bên mày chưa? Có nghĩa là face cái IP của mình. Đúng rồi, có nghĩa là định tuyến tĩnh là có nghĩa là định tuyến động là nó có chạy là một vòng này kia, giờ em đi nét, nghĩa là bảo đầu thì em muốn đến Facebook nó có một địa chỉ IP, muốn đến Facebook mình chạy thẳng đến một cái địa chỉ, một cái rút từ một cái IP khác để cho có nghĩa là có bạn định tuyến nó cố định rồi. Chứ nó không chạy lòng vòng giữa thì nó có nghĩa là nó đi theo một con đường cố định đó, thì nó sẽ gọi là đặt cái bảng định tuyến. Nếu nó đi theo bảng định tuyến của VNPT hay là Viettel hay này kia thì là những nhà mạng mà họ chặn được. Và bây giờ em bảo là để đi đến qua Facebook thì phải đi trực tiếp gọi là sử dụng một cái bảng gọi là DNS của Google 8.8.8.8 đúng không, thì chạy thẳng đến đó, tất cả mọi request chạy thẳng đến đó, xong rồi từ đó nó sẽ kéo Facebook về. Anh ơi, nó còn đổi host gì nữa thì là sao hả anh? Host là cái gì? Có một cái host trong máy. Cái đó là cái bản, có thể hiểu ra là cái bản định tuyến đó. Là nó ghi 1.2, 1.27.0.0.0 là gì, rồi 69.8.7.7 sao là gì, thì đó là cái bản định tuyến đó. Ví dụ như, nhưng mà cái bản đó để hiểu là nó cần vào từ cái DNS, nó chỉ là IP thôi. Bạn để ý không, thấy thằng trước là IP là sao, là tên, cái tên gì đó. Thì lúc mà mình gõ trên HTTP, là gõ trên web á, thì nó sẽ dùng cái name, thì nó sẽ chạy lên trong cầm dòng trong cái router, nó sẽ lấy cái name đó. Cái name đó thì nó sẽ đặt vô trong cái file đó, nó sẽ hiểu cái name này là gì, cái IP gì, chạy đi, chờ đó, chạy đi được không. Em muốn lát có phần nào nói về cái lợi ích của Dynamic. Nè, rõ ràng luôn nè. Static thì mình làm tay, thì mình sẽ phải mất công mình chốt, với lại mình phải có kiến thức, chứ là mình phải nắm rất rõ về cái mạng đó mình mới làm static được, và nó không thể nào mà cập nhật theo sự thay đổi được. Ví dụ như tự nhiên đâu một ngày này trời xếp xuống, ê đã có 100 máy cần cấu hình trong vòng 2 ngày, sao làm kịp đó, thì lúc đó chúng ta phải chơi dynamic nặng, lúc đó thì phải chuyển qua thành định tuyến động, cắm vô thì cho nó tự chạy hết. Xong rồi, một thời gian sau mình nó tổ chức lại. Nhưng mà cái động ở đây nó bị hạn chế là nó sẽ ăn mang thông. Nó sẽ chạy đi kiếm vòng. Nó kiếm hết. Mà mỗi lần vậy nó chạy thì nó, ví dụ như 10 máy thì nó chạy 10 lần 100 máy thì nó cứ nhân lên. Vậy đó. Còn static thì nó sẽ tắt bằng thông. Thì mình xác định cho nó, bây giờ mày muốn đi tới chỗ đó thì chỉ có đường đó mày đi. Mày đi được thì mày chết gái 1 triệu thì thôi, còn cái kia nó sẽ đi vòng nó kiếm, nó sẽ xác định đường nào tốt nhất.
Nhưng mà người ta có kết hợp cả hai không hay là người ta lúc nào cũng prefer là dùng cái tay nấm? Thường thường là kết hợp cả hai. Kết hợp như thế nào? Rồi. Giống như là cái việc là mỗi đoạn thì nó dùng mỗi thứ thôi. Tại vì nếu mà lúc đầu mình triển khai một cái hệ thống mạng á thì mình sẽ nắm vững là cái hệ thống mạng, ví dụ như lúc trong vòng 20 năm mình sẽ nói là hệ thống mạng của tôi thi công thế ổn định trong vòng 20 năm thì mình sẽ làm tỉnh hết cho cái hệ thống mạng của mình nó chạy ngon. Thứ nhất bản thân nó ổn định, thứ hai là mình mới bị cái lỗi hoặc là sau 20 năm thì mình không còn trách nhiệm với cái hệ thống đó nữa. Thì bây giờ tôi muốn nâng cấp thêm hệ thống mạng của tôi thêm 500 cái nữa nhưng mà tôi muốn làm liền, làm sao làm thì mình phải dùng Dynamics, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ phù hợp với cái sự thay đổi của mình. Rồi sau đó mình chuyển về Static. Từ từ nếu mà chạy ổn định rồi thì mình sẽ cần thiết từ từ Static. Nhưng mà đối với thường thường là đối với những cái mạng hệ thống mạng lớn thì mới kết hợp hai cái, còn những cái hệ thống mạng nhỏ như công ty mình hay là gì thường là Static thôi. Tại vì nó có những cái yêu cầu về bảo mật thì Static nó tốt hơn. Cho anh hỏi câu này, còn mình gắn internet đó, thì cái nhà mạng đó, nó hay nói có những cái gói mình xài cái cước càng cao á thì nó cho mình cái IP tầm hay IP tầm cái này luôn. Cho cái IP tầm cho cái sub IP để làm cái website gì đó nó có gì giống khác cái đó hả? Static IP chứ cái đây nó mix IP. Em có hiểu không? Có thể trả đáp được. Là xài cái gói mạng theo dung lượng phải không? À. Cái đó chỉ là khuyến mãi cho mình thôi. Nó không cho mình đâu có xài đâu. Thì cái giống như là không, xài nếu mà biết xài thì xài được. Cái tại vì cái địa chỉ đó là giống là một cái địa chỉ IP để cho anh public lên vậy. Giống như là anh gọi VNFS thì anh không gọi VNFS, mình gọi địa chỉ IP. Thì bây giờ anh có IP đó không? Để mình bỏ mình xài thôi. Thì bây giờ anh có cái gì vậy bây giờ đúng không? Anh có cái hot, anh có cái đường mạng. Ủa? Thì IP thì đứng mình nhưng mà hot, đâu có dòng hot đâu. Thì anh phải xin mua, phải đi mua. Ủa, chứ anh, tại vì cái đó nó xác định cho anh là cái địa chỉ của cái tài nguyên anh muốn dùng nằm ở đâu trên cơ sở hạ tầng mạng hay gì. Tức là anh thấy FPT nó nói là không, anh đang nói về website, còn anh đang nói về đó là cái IP đó, không cái IP lúc mà em là cái IP là khác nữa, ừ. Domain khác nữa, host khác nữa. Thế là anh được cái mã một phần đúng không? Còn mấy cái này chỉ là một phần thôi. Mình mua cái domain name thì nó đưa mình IP không? Không, anh phải mua. Chỉ là một cái tên của họ. Chỉ là trường hợp đó thì mình cái trang web của mình là nhập đúng tên thì mới lên, chứ không nhập được số. Còn mà nếu mà mình có IP á thì mình vừa nhập không. Đường nào thì cái tên nó cũng phải liên xuống cái IP, tại vì để nó thiết bị. Nhưng mà anh biết là xưa mình mua domain mình đâu có mua IP đâu. Nhưng mà trong cái đường truyền, nếu anh không có anh mua domain thì anh đắt cái IP nằm trong cái đường truyền. Ok, cái này để anh lên chi tiết này ạ. Cái domain và cái domain name và cái IP đó là hai cái thứ khác nhau. Anh lấy ví dụ ha, là gì, domain name là các bạn gọi là vnexpress.com là domain name đúng không, và cái tên đúng không? À, nhưng là cái đó là người sử dụng, nhưng người dùng của mình là rất dễ nhớ. Nhưng mà bù lại á, em chui vào cho vào trong hệ thống máy tính á, ngày mai em không thực đặt vnexpress.com, em đặt nó là vnexpress.com hay là cái gì đó thì .net thì em cứ hoàn toàn được, không có quyền thay đổi đúng không? Thì chuyện gì xảy ra? Rồi như là toàn bộ hệ thống mạng ấy ở trong mà nó không biết kết nối với nhau thì sao, là trong mạng á nó mới cứ như là cái thông tin về sự đổi trong mạng với nhau là nó dùng địa chỉ IP của cái server của nó. Nghĩa là khi em đặt chữ vnexpress.com thì cái DNS như là domain name server nó bảo là ok cái này là domain là vnexpress.com đúng không, thì nó sẽ gửi vào một cái địa chỉ IP là 1195 chấm gì đó, nó gửi nó có địa chỉ IP đó mà nó chuyển cái gói của em thành địa chỉ là đó nó vào trong mạng, nghĩa là trong mạng bây giờ nó chỉ trao đổi với nhau bằng cái địa chỉ IP đó thôi, giữa cái server của thằng vnexpress.com và máy tính của em là một IP. Nhưng mà khi nó hiện lên máy tính của em thì nó không hiện cái IP, vì nó hiện IP em không biết gì đâu, người đọc bình thường người ta không biết IP là gì, người ta chỉ biết vnexpress.com thôi. Nghĩa là trường hợp đó là cái IP đó là IP tỉnh của mình. À, ok, cái đó lại là một cái câu khác nữa, IP tỉnh là IP động nó lại khác.
Ok, các bạn hiểu hiểu cái domain name với lại cái name với lại cái IP nó khác nhau chưa ạ? Không có bị án rồi dạ. Như chuyện đó hoàn toàn xảy ra, có nghĩa là cái IP đó ở bên Mỹ, bởi vì là nó phân cấp cho một quốc gia, có nghĩa là các quốc gia nó thảo luận với nhau và nó phân cấp ok cái nhóm của anh sẽ quản lý cái này, không phải là các quốc gia mà các nhà operator nhà cung cấp dịch vụ mạng, đúng không? Có nghĩa là cái các nhóm dịch vụ, cái nhà cung cấp dịch vụ mạng này sẽ quản lý cái nhóm này, cái nhà cung cấp dịch vụ kia quản lý nhóm kia. Thì thường là các nhà cung cấp dịch vụ mạng là thường là mang tính địa phương, nghĩa là chịu trách nhiệm của một vùng lãnh thổ hay là một vùng nào đó, thì cái đó là chịu luật pháp của nước đó. Nên là nếu mà đụng đến cái vấn đề mà IP, nếu mà cái server của một trang web mà nó nằm ở Việt Nam thì nó lại chịu ảnh hưởng của chính phủ Việt Nam có thể can thiệp, còn nếu mà cái server của cái trang web nó nằm ở Mỹ thì chính phủ Việt Nam đâu có làm gì được. Dạ, ok, cảm ơn anh. Với lại em có một câu hỏi nữa là ví dụ như cái không hả? Câu hỏi mà lúc nãy là IP đồng và IP tỉnh, đúng không? Ok, bây giờ nếu IP đồng và IP tỉnh thì là nếu mà trường hợp của trang web của VN Express là hàng triệu người xài cùng một nào cùng vào cùng một ngày, thì nếu mà sử dụng IP tỉnh thì rất là bất hợp lý, đúng không? Tại vì nó thay đổi liên tục thì cứ bắt mạng nó phải làm việc, đúng không? Thì nên người ta nên để IP tỉnh, nếu để IP đồng mà cứ hàng ngày, cứ khoảng mỗi ngày lại đổi IP của cái server một lần thì rõ ràng là rất mất công sức, đúng không? Ta phải hold cắt cái địa chỉ IP của nó là các cái table khác nhau, các router khác nhau và các DNS khác nhau, nên là việc đó làm rất là tốn sức. Đó là lý do tại sao mà những cái việc mà nó cố định, ví dụ như là hoặc là to thì nó thường để IP tỉnh. Các bạn đồng ý không? Còn bây giờ cái IP của máy tính ở nhà các bạn có nhất thiết phải là IP tỉnh không? Đâu cần đâu, đúng không? Đó. Tại vì khi các bạn lấy một cái IP tỉnh, nghĩa là một địa chỉ IP là duy nhất trên thế giới, mà khi các bạn lấy một địa chỉ IP rồi thì người khác không dùng được. Thì nghĩa là bây giờ giữa nhà của Lục và nhà của Hiếu đi chẳng hạn, nếu mà hai bạn mở máy tính ở hai nhà các bạn đều là IP tỉnh, thì có nghĩa điều đó nghĩa là lúc các bạn tắt máy đi không sử dụng, hai cái địa chỉ IP nó cũng không ai làm gì được cả. Nhưng mà em có cái câu hỏi này là chế độ IP đồng, nghĩa là mỗi khi các bạn mở máy lên thì người ta xem là xem trong cái đại IP của cái khu vực đó nó còn cái gì gọi là available, còn sử dụng được thì nó gán cho các bạn. Tại vì các bạn cũng đâu có cần nhu cầu IP tỉnh đâu. Xong các bạn sử dụng xong rồi, sau khi các bạn sử dụng xong các bạn đóng internet thì nó lại lấy cái địa chỉ nó lại nó đưa cho người khác. Cái em thắc mắc nữa là tại sao cái nhà mạng FPT á cấp cho mình hai IP tỉnh để làm gì anh? À, ok, cái đó là một trong những cái nếu mà họ có nhiều IP và họ, bởi vì cái việc mà họ cấp cho em cái IP tỉnh á thì em có lợi thế, bởi vì nếu em đặt một cái server hay một trang web trên máy tính của em thì người khác có thể vào đó được một cách dễ dàng. Ví dụ như em đặt, bạn nào vừa hỏi là tên gì? Anh à Quân. Bây giờ nếu Quân đặt địa chỉ là quân.vietnam thì có phải là nếu mà anh ở bên này anh đánh quân.vietnam anh sẽ vào được máy tính của vợ của em, đúng không? Nếu là IP tỉnh, còn nếu IP đồng anh đánh quân.vietnam cái DNS nó gửi cho anh một cái nó bảo là ok quân.vietnam là địa chỉ IP này, ngày mai anh đánh lại mà địa chỉ IP của em lại thay đổi rồi cái router đâu biết chạy đi đâu đâu. Là để mình dùng trong một lúc là mình có website thôi. Mình có website hoặc là mình cần có những cái dịch vụ cần phải có IP tỉnh. Ví dụ là dịch vụ có nghĩa là nào? Ôi. Thí dụ là dịch vụ nào mà mình một doanh nghiệp cần IP tỉnh bên ngoài cái chuyện mình có cái website anh? Em cần có thì em cần đi chút nào em cần em có server cần chủ yếu là không phải là website mà em cần có cái server cố định thôi. Server cố định tỉnh. Là mình cần trao đổi những cái về mặt logic nha, nghĩa là em cần một IP tỉnh khi mà người ta cần đến chỗ em người ta lấy thông tin một cách lâu dài liên tục,
định cho mình cái địa chỉ, cho mình một cái địa chỉ cố định. Em vẫn không có liên được cái chuyện mà cái static với cái dynamic ID nó có liên gì đến chuyện mà static group và dynamic group không ạ? Hai cái đó thì nó khác nhau. Cái static group và dynamic group đó là cái như là bạn thiếu và giải thích, tất nhiên là cái kết là cơ chế nó chuyển đổi trong router, còn hai còn cái đoạn cuối thì là khác nhau. Nhưng mà lại thiếu có nói bạn hiểu được cái để giải quyết nó cái của ai vì trình bày bị động nhỉ? Và hiểu cái trình bày bị động chưa? Anh Giang vừa lấy ví dụ nha. Ví dụ như là anh là một người sử dụng internet hàng ngày bình thường như tất cả hàng triệu hàng tỷ người khác trên thế giới. Anh chỉ cần mỗi ngày anh chỉ lên anh làm những dịch vụ bình thường, ví dụ anh xem trang báo mạng, rồi anh xem CNN, rồi anh chat Skype với các bạn anh này kia, thì cái việc đó không cần nhất thiết phải IP định. Vì mỗi lần mà anh kết nối thì anh sẽ cung cấp cho một anh cái IP trong cái khoảng thời gian 2-3 tiếng đó, xong rồi anh kết nối thế thôi. Sau khi anh sử dụng anh tắt máy tính thì nó lại lấy lại cái IP đó, đúng không? Bởi vì các bạn nhớ là mỗi IP nó là duy nhất trên cái mạng, nên nó rất là đắt, nghĩa là cái đắt trong việc trong mặt kép, không nghĩa là nếu em dùng rồi thì người khác không được không được dùng nữa. Anh nói vậy thì ví dụ như mà là người dùng bình thường á mà dùng cái đó thì cũng không có kinh tế, là tại mình phải trả thêm tiền đúng không anh? Còn nếu mà mình xài dynamic IP á là mỗi ngày cái nó vô cái nó có cái nào mà đang available cái nó dùng. Đúng rồi, nghĩa từ hoàn toàn đúng, có nghĩa là nếu em có một cái IP tĩnh á, có nghĩa là IP của em cố định từ ngày này qua ngày khác thì đó là dịch vụ cộng thêm. Thì có những cái nhà mạng thì nó cho miễn phí, như MPD như Quân vừa nói, với những nhà mạng thì nó không cho miễn phí, nên cái đó cần phải tốn tiền. Thì đó là tùy vào chương trình khuyến mại của từng nhà mạng. Rồi các bạn thông suốt chỗ IP tĩnh và IP động chưa? Như anh lắm. Nói là ví dụ như nhà mạng có thể có nhiều IP bên trong mình, chỉ là nhiều một router có bao nhiêu cái IP tỉnh để mà nhà mạng cung cấp cho mình. Alo anh ơi. Rồi xong chưa? Xong có hỏi về IP tỉnh và IP động chưa? Hình nãy mới có hôm em đang thắc mắc là nói là anh Quân nói là nhà mạng á là cung cấp khuyến mại cho mình thêm IP tỉnh, vậy là một router là có bao nhiêu cái IP tỉnh để mà người ta có nhiều lắm để người ta cho mình, hay là mình có cố định được không cái số lượng? Cái đó thì tùy thuộc vào từng nhà mạng, hay tùy thuộc vào công nghệ của họ như thế nào, tùy thuộc vào họ có nhiều tiền hay không có nhiều tiền. Cái đó thì nó vượt ra khỏi cái đó là vấn đề kinh doanh rồi, chứ không phải là vấn đề về mặt kỹ thuật nữa. Chỉ là số lượng phụ thuộc vào cái công nghệ, cái router hả? Phụ thuộc vào công nghệ, phụ thuộc vào quyền lực của cái nhà mạng đó. Ví dụ như là cả Việt Nam có một mấy cái nhà cung cấp mạng mà họ cũng chỉ có sử dụng một tí thôi trên cái giải tầng IP thôi, chứ đâu có to như các cái nhà mạng của Mỹ chẳng hạn. Nhà mạng của Mỹ thì họ có sự có bản lý to, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác nhau, phụ thuộc vào quyền lực, phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng, phụ thuộc vào tiền, phụ thuộc vào này kia. Tại vì em làm á anh, lúc nào có cái đòi hỏi của bên OBS á là nó bắt buộc là access lúc nào cũng phải có ít nhất là một static IP. Thì dạ, cái đó là để cho server thôi. Tại vì họ không có gì. Ok, câu hỏi rất là hay. Khách hàng qua của OBS là gì? Là khách hàng doanh nghiệp đúng không? Dạ. Khách doanh nghiệp thì làm sao? Khách hàng doanh nghiệp thì họ muốn có họ doanh nghiệp thì là thuộc là họ phải có nhu cầu cao hơn người dân bình thường. Và mình đâu có biết được là doanh nghiệp nhiều khi họ cung cấp một cách rất là hiển nhiên, và rất trong nhiều trường hợp họ cũng có đặt một cái server trong mạng nội bộ của họ và người khác có thể kết nối được, như nhân viên đi từ nhân viên làm việc ở nhà có thể kết nối được. Bây giờ mình đặt cái IP động của nó xem thì làm sao mà đảm bảo đi dịch vụ đó, đúng không? Bạn đó là câu hỏi khác, câu hỏi của các layer sau, nhưng mà có thể là đầu tiên là mình nghĩ đến cái việc là để kết nối vào cái mạng nội bộ của công ty đó đi đã. Có một IP tỉnh là có nghĩa là một phương pháp mình muốn kết nối được vào công ty đó, một bạn là vào người tình chính và một bạn ở làm việc ở nhà cũng kết nối được vào người tình chính. Tại vì tất cả IP nó cố định rồi. Chứ giờ các bạn nghĩ là tình huống mà IP nó bắt đầu phát thì nó mỗi ngày nó thay đổi thì làm sao mà quản lý được cái việc đó, đúng không? Dạ. Rồi. Ok, câu hỏi là nữa không liên quan đến IP tỉnh và IP động. Anh cái
cái static group cho anh là mình dùng IP tĩnh hay IP động anh? Tĩnh không? Ok, bây giờ chuyển sang. Ok, các bạn phải hiểu là hai cái vấn đề đó là hai vấn đề khác nhau. Static group và cái này lúc nãy Hiếu giải thích rồi mà đúng không? Dạ em hiểu nhưng mà em không hiểu cái IP mà dùng đó là IP tĩnh hay là IP động. Em nghĩ là IP tĩnh đúng không anh? No. Các bạn được phân biệt cái này là do lý do là do từ tiếng Việt nó thiếu từ nên là rất dễ nhầm lẫn. Có nghĩa là cái việc mà là cái định tuyến tĩnh và định tuyến động nó không phụ thuộc vào cái IP mà nó phụ thuộc vào cái cơ chế. Cái việc định tuyến nó trao đổi với nhau là trao đổi với nhau các bản định tuyến, cơ chế trao đổi bản định tuyến. Nghĩa là để anh lấy ví dụ như thế nào ta? Anh lấy ví dụ rằng là trong office job mình chẳng hạn hồi trước là có cơ chế là có manager có director đúng không? Yeah. Nếu em gặp vấn đề gì liên quan đến phía đến finance em phải lên gặp manager lên gặp director và gặp finance. Cái đó là định tuyến gọi là tĩnh, có nghĩa là không thay đổi. Em biết không còn con đường nó đi rồi, rồi mà nó không fix rate rồi. Đúng không? Còn định tuyến động là sao? Nghĩa là bây giờ tất cả mọi thứ nó chạy khắp nơi và em biết được rằng là em có thể đi đến gặp một bạn một cái cluster khác người em quen và người đó quen với Phenom, em hoàn toàn có thể đi được nó được. Hoặc là em đi đến gặp engagement leader của em gặp DBFO, cũng như là tất cả mọi thứ nó thay đổi một cách liên tục chứ nó không bị cố định bởi một con đường đi như ngày xưa nữa, nhưng mà em biết được con đường đi. Nhưng mà em ý hỏi là cái ví dụ cái 192.168.2.1 đó là static hay dynamic anh? Static chứ hả? Cái đó nó quan trọng em. Cái đó em phải phân biệt giữa cái việc cơ chế nó chuyển và cái địa chỉ. Không anh mà cái địa chỉ à, nói thế nào ta? Tại vì cái đó thì không phải là không quan trọng mà là cái đó nó có trường hợp là IP tĩnh và trường hợp IP động. Ví dụ, anh lấy ví dụ nha, các bạn quay trở lại slide số... Các em đang xem slide số 28 đúng không? Dạ. Slide số 28, nếu trong trường hợp mạng nội bộ thằng router A, địa chỉ IP của router A là địa chỉ IP tĩnh, địa chỉ IP của B là tĩnh và địa chỉ kia là tĩnh. Còn trong nội bộ của thằng A, trong mạng nội bộ của thằng A nó có những cái nó phân bố những cái IP động ở trong những cái máy tính kết nối vào router A thì chuyện gì xảy ra? Nên em nhìn các router này nó lúc nào nó cũng có xuyệt 24, xuyệt bao nhiêu đó, đó chính là nó trong cái quá trình chuyển đổi nó chỉ quan tâm đến mạng chứ nó không quan tâm đến cái IP hot. Còn cái câu nó ghi rất rõ mà. Nó chỉ quan tâm đến 192.168.100 chẳng hạn vậy thôi, không anh? 192.168.2.1 từ trường 24 nghĩa là nó chỉ quan tâm đến gọi là đến 24 bit đầu tiên thôi, còn đoạn phía sau thì tự lúc tự làm muốn quản lý ở phía trong nó quản lý như thế nào thì tùy. Vậy thì nó là có thể nó là động, có thể là có khi nó là 2.1 khi nó là 2.2 chứ nó không phải lúc nào cũng là 2.1. cái máy này không phải lúc nào cũng 2.1 hoặc là 2.2 đúng không? Cái máy này thì lúc nhưng nào cũng 2.1 chỉ là cái network nó không nó sẽ giữ cố định nhưng mà cái số cuối cùng của nó thì nó sẽ thay đổi. Tại vì nó có nghĩa là mà các cái bản định tuyến nó chỉ chịu trách nhiệm chuyển, nó chỉ chịu trách nhiệm là nó xác định được xem là cái network gốc là network destination là gì và nó chuyển từ cái network đó rồi, còn trong nội bộ cái network đó nó quản lý bằng IP tĩnh hay IP động là việc của nó, việc nội bộ. Giống như là lấy ví dụ nhà giống như các bạn đó, có nghĩa là lúc nãy các bạn nói cái cổng nhà nó chỉ quan tâm đến cái việc là đưa thư đến cái cổng đó thôi, còn trong nhà các bạn cái phòng các bạn gọi là phòng A, phòng B, phòng C hay ngày mai các bạn gọi là phòng Tây, phòng Hà Nội hay phòng Sài Gòn, đó là việc của các bạn ở trong nhà chứ nó đâu quan tâm. Em vẫn chưa rõ cái chuyện mà định động tĩnh hay động là tùy thuộc, tại vì em biết là tĩnh thì mình phải mua đúng không, nó sẽ lấy cái tĩnh nó sẽ khó khăn hơn là việc mình có cái động. Tức
tức là khi nó đi tìm, nó chỉ tìm tới ví dụ 192.168.2 thôi, chứ nó không cần biết cái số phía sau. Thì cái số phía sau nếu mà mình mua nó là tổng thì nó sẽ luôn luôn là 1, còn nếu mà mình mua nó động thì tức là nó sẽ thay đổi. Nhưng mà cái thằng router khi nó đi tìm á, nó chỉ tìm cái số 2 thôi. Vậy thì mình prefer là mình mua cái động đúng không? Tại vì cái tỉnh nó sẽ mắc. Tại không phải anh em nói là nếu mà em muốn có server ở nhà em thì em có một cái IP tùy nhu cầu của mình. Dạ, cho nên cái chuyện có cái IP động, cái IP tỉnh là rất là hiếm, chỉ dành cho server thôi chứ không phải là dành cho những cái máy thông thường. Rồi, đúng, nếu em có thể hiểu một cách chung chung là vậy nữa. Không có gì, cái nhiệm vụ là để đi tìm cái host làm sao này là nhiệm vụ của switch. Nên là đi vô cái cổng rồi giờ thì cần cái phòng làm để mà đưa tới á. Thì đó cũng là nhiệm vụ của cái logo router, cái logo cái router cuối cùng mà cái tôi các máy tính là nhiệm vụ của nó, mà nhiệm vụ của thằng mấy thằng router vàng ở giữa. Vậy là cái remote router nó chỉ có nhiệm vụ là tìm cái network, còn logo router là tìm cái host. Đúng rồi. Ủa anh, còn cái network switch là gì anh? Nó đóng gì cho gì? Em thử còn em nhớ cái đó đâu vậy? Đã hồi kia em làm layer 2 á, họ kêu là switch là của layer 2 nhưng mà cũng có switch sử dụng ở layer 3 nữa. Nó kêu là network switch. À, tại vì cái đó anh hiểu cái đó phải tùy vào cái tình huống rất cụ thể để dành cho quý vị, có những cái thiết bị mà nó có thể mix giữa cả hai thằng, nhưng mà cái đó phải tùy thuộc vào nó thiết bị rất là cụ thể ha. Ủa anh, với lại cái static routing này nè, ý là mình thấy trên hình thì mình thấy nó đi theo một chiều, tức là từ router A qua C, nhưng mà thực tế ví dụ như có thông tin gửi từ C lại A thì nó cũng phải có một bản tuyến tính static từ C lại A chứ không mà nó mới đi tới đi lui được. Thực ra một người cảm thấy là tại vì trong cái router C cũng có phải có bản tuyến tính, nó bảo là muốn đi đến thằng A thì cần phải đi qua thằng B. Yeah. Và là từ tại vì hết từ đó trong buổi học hôm nay đến đây là gọi là về mặt khái niệm cơ bản hết rồi, bây giờ bắt đầu đi vào những ví dụ cụ thể đó. Rồi cái domain hồi nãy anh nói là domain này giống như là tên miền vậy, cái tên của trang web, và em thấy khi mà làm với Orange em thấy có hai cái domain là domain OBS với domain Sita. Thì là hai cái IP hay là vậy là Orange, em không hiểu rõ cái domain như vậy là sao. Ok, đồng ý. Như anh nói lúc nãy mình phải phân biệt, mình phải tách hẳn cái domain name và cái IP ra khác nhau. Em hoàn toàn có thể mua nó, có nghĩa là cái phần mà quản lý domain name đó, các bạn có thể lên trên mạng, có thể các bạn có thể mua ở rất nhiều domain khác nhau, đúng không? Mua quân.vietnam hay là mua vn.vietnam hay là mua cộng.fr, đó là cái đó là nhiệm vụ của phần quản lý domain để người ta biết. Và nhưng mà cái nơi mà chứa dữ liệu của mình, cái server của mình đó, mình phải có một cái server của cái địa chỉ IP riêng. Thì anh mới ghi anh ví dụ như anh bảo là anh là gì nhà quân trong VN làm việc ở địa chỉ 117B Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, đúng không? Thì quân vẫn là quân mà official vẫn là official. Điều đó đồng nghĩa với việc là em có thể có nhiều domain name mà em cùng host trên cùng một cái server được. Có Tùng, có Hiếu, có Vinh, có tất cả những bạn ở đó cùng host trên địa chỉ 117B Nguyễn Đình Chính được. Vậy mục đích của cái domain đó là để người ta dễ nhớ thôi ạ. À. Dễ nhớ và nhiều service khác nhau, vì bây giờ này, anh hỏi em chứ em biết địa chỉ em biết địa chỉ của trang web vnexpress.com đúng không? Bây giờ anh hỏi em về trong phòng đó 17 người đó, bạn biết địa chỉ IP của vnexpress.com không? Không. Đó. Em thấy vậy sao thằng bên Orange này tách ra hai domain, một bên là domain OBS, một bên domain Sita trong cái mạng của người ta. Câu hỏi rất hay, anh đề nghị trả lời câu hỏi đó lại là nhóm nào đó, có một nhóm trình bày về OBS mà anh không biết hết về OBS đó. Dạ, không biết luôn anh ơi. Em đang cái ngộ
còn học cái ly tự cái OBS nhưng mà không biết là tại sao người ta lại tách ra tại vì chung. Ok thì em về tiếp tục tìm hiểu sau trả lời. Hai cái đó là hai công ty khác nhau chị. Chỉ là một người họ làm cho một bên rồi họ đồng thời họ hỗ trợ bên Orange luôn. OBS với Sita là như là hai công ty khác nhau. Đó là bạn nơi khác nhau. Người nó dùng hai cái domain khác nhau. Trong rất là cùng một cái service, ví dụ service tiếng xe đi nhưng mà khách hàng Sita thì dùng domain của Sita là dùng chỉ là cái domain ở đây là cái server hay là cái gì đó thì nó để phải sao phải tách ra nhỉ? Rồi, các bạn anh có một cái lời khuyên rất là chân thành, nghĩa là khi các bạn bắt đầu đi vào chi tiết về vấn đề kỹ thuật rồi, các bạn phải hiểu rất rõ cái từ người ta nói là gì. Bởi vì có hai kiểu, một từ chuyên môn và từ không chuyên môn. Vì là từ chuyên môn trong cái lĩnh vực chuyên môn thì đã nói cái đó theo nghĩa gì, và cái từ không chuyên môn là từ người dân chúng bên ngoài nói, nó hoàn toàn có thể mang cái nghĩa rất khác. Nên là khi mà mình đã học vào chuyên môn thì mình phải hiểu rằng là mỗi từ đó là trong cái hoàn cảnh nào, cái từ đó mang cái khái niệm nào, một từ nó sẽ khác. Dạ đúng rồi, nhiều lúc nó bị rối. Dạ. Rồi các bạn có câu hỏi nào nữa không thì cứ hỏi. Mình hỏi có nội dung ôn tập anh kìa. Tình hình là chắc là tuần này hoặc tuần sau, tại vì tuần sau anh Ngọc Anh đi công tác cho nên định giờ cái buổi của anh Linh sang tuần sau. Và cái buổi của anh Quân á, thì sang á, sẽ của nhóm năm á, sẽ là thứ tư này, không biết anh Quân có chuẩn bị kịp hay không. Để thứ tư anh hẹn bạn cả thứ sáu, nên là nếu mà bạn chuyển sang thứ năm và thứ sáu thì nếu mà muốn chuyển sang được. Dạ để em hỏi lại anh Quân coi nếu được thì chuyển sang thứ sáu. Mọi người thứ sáu có vấn đề không? Có đề gì không? Được rồi, để em nói với anh Quân em thống nhất cái ngày thì nếu mà được thì anh Linh sẽ chuyển qua thứ hai và thứ tư mình sẽ làm test. Ok cảm ơn anh nhiều ạ.